Nanomax Pro 3.9 và bộ cặp loa full đi Gò Công Tiền Giang em ơi. Đã tới nơi anh em. Gò Công Tiền Giang. Đây nhà khách đây, rất rộng. Quá đã anh em ơi. Có tiền chế nữa, lại là tiền chế. Rồi bây giờ mình xuống hàng nha anh em. Lại, đứng lên lại. Lại coi. Lại. Nhuộm tóc nè đó, nhuộm tóc. Nước sâm nhà làm anh em. Nước sâm nhà làm. Hôm nay mình được mời nước sâm. Một chút nữa mình nghe nói là mình được mời kem chuối nữa anh em. 1 2 5 6. Chúng tôi đang thường mày 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 mày. Không, cái này là 20. Nhỏ cũng nhỏ lắm. Nhỏ nhất rồi, nhỏ nhất rồi. Nhưng mà cái này là cái micro, cái giữa, cái nút giữa nè. Đây là chị đây, chị hướng dẫn cho luôn nè. Để móc chị nhà chị xài. Cái thằng giữa nè, chị mở nguồn lên, chị chỉ quan tâm là ba cái nút này thôi. Thằng giữa, alo, 1, 2, 3, 4 mất nè. 1, 2, 3, 4, cái số càng lớn thì cái volume của micro càng lớn. Đó, 1, 2, 3, 4. Gió thổi mà cũng đó. Rồi giờ cho 10 thôi. 1 2 3 4. Cái này là tiếng vang chị nghe nè. 6 nó lặp lại đúng không, giống như sáng em nói anh. Thì cái cục này là cái cục tiếng vang nè, nghe nè. 1 2 6 mất tiêu là thành MC luôn rồi. Thì cái này số càng lớn tiếng vang càng nhiều. 1 2 5 6 6. Giới thiệu với anh em, đây là anh Nam ở Gò Công Tiền Giang. Và hôm nay mình đã hoàn thành cái chuyến giao hàng bộ combo Nanomax Pro 3.9 và một cặp loa full của điện máy 3.9 và độc quyền của điện máy 3.9. Dạ em chào anh Nam. Thì không biết cái cơ duyên nào mà giúp anh em mình gặp nhau của ngày hôm nay anh Nam ha. Thì anh cũng thấy theo dõi cái trên like của TikTok, thấy em like bán hàng. Dạ. Cái bộ loa này em thấy cũng thích. Dạ. Thứ là mấy mọi người cũng mua nên anh tìm đến tại trung tâm chỗ em bán hàng. Dạ. Thì mình cũng có hát ít bài thì thấy nó hay quá nên dạ, anh tin nó về. Dạ, xuống tiền. Dạ. Thì khi mà anh em mình song ca ở tại cửa hàng và hồi nãy cũng vậy, cũng có song ca, thì khi ở trên cửa hàng thì nó là một cái phòng nhỏ thôi. Còn về đây anh em nhìn đi, cái nhà rất là lớn và cái sân rất là lớn. Thì anh Nam cho em một cái cảm nhận là khi mà anh nghe cái âm thanh nó phát ra, anh thấy như thế nào ha? Nói chung là rất là hay, bát đủ đến rất là mềm. Dạ. Nghe chất lượng. Dạ. Đúng rồi. Tại vì cặp bát của nó 5 tấc mà con 100 từ tới 220. Dạ. Và cái bát này là bát có tiếng súp trong đó nữa. Dạ. Anh mở những cái bài nhạc mà nó có chứa súp á thì nó sẽ thể hiện được cái tiếng súp. Dạ. Bổ trợ thêm là một cặp loa full nữa thì nó sẽ bổ trợ lên cái giọng hát. Loa full này là có một cái bát 3 tấc dưới đây và một con chép trên đây nữa. Thì nó rất là uy lực. Dạ. Thì duyên phần là do anh nghiên cứu trên cái kênh của em, cũng thấy tụi em đi giao hàng giống vậy nè. Thực tế giống vậy. Thì anh mình thấy em đi kênh giao hàng nhiều nơi lắm. Dạ. Em đi cũng rất là nhiều đó. Anh cũng dạ, chưa có quyết định mua nhưng mà anh theo dõi rất là lâu. Thấy mọi người cũng thích, cũng mua nhiều. Dạ. Anh mới trực tiếp xuống tới cửa hàng. Dạ. Test thử rồi sao rồi anh mới quyết định anh. Nhưng mà cũng vì cái lý do là những cái video tụi em sản xuất ra là cũng đi giao hàng thực tế thì mới giống như là có một cái điểm chạm để mình quyết định mình chọn cái mẫu loa này đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Dạ. Còn nếu mà bình thường quảng cáo bình thường không thì ai nói gì cũng được anh em. Đó thì mình phải thực tế như thế này là mình không có thuê mướn gì hết nha. Cũng không có thuê mướn gì đâu, thuê mướn gì đâu mà xuống tới Gò Công, Phan Thiết rồi Tiền Giang nó rất là mệt, không bao giờ thuê mướn. Ở đây là khách hàng thực tế của anh mình. Đó thì em cảm ơn Nam rất nhiều. Dạ. Cảm ơn Nam. Dạ. Chúc anh Nam sức khỏe. Dạ. Rồi. Anh em nếu muốn chốt mẫu Nanomax Pro 3.9 nguyên một cái combo này thì hãy để lại bình luận bên dưới hoặc là ới ơi liền cho mình nha.